Bà Sa Đô Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Bà Sa Đô Huy sẽ dẫn quý vị đến một cái sân cây, một cái sân VIP của một nhà vườn. Một cái sân đó thì một cái sân trên cao. Và Bà Sa Đô Huy đang trên cái tuyến đường đến nhà vườn đó. Và chút nữa thì quý vị sẽ được biết nhà vườn đó là nhà vườn nào quý vị nhé. Ra ngắm khung cảnh thành phố Bắc Linh một chút quý vị nhé. Rất ấn tượng, rất đẹp. Vui là cụ Lý. Đây là trung tâm thành phố Bắc Linh. Và trước mắt quý vị là tượng đài cụ của Lý Thái Tổ anh. Lý Thái Tổ và anh quay lại đây. Và trước mắt quý vị là trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Và nhà vườn đó cũng ngay cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc quý vị nhé. Và Bà Sa Đô Huy đã đến cửa nhà vườn đó rồi quý vị ạ. Và căn nhà rất đẹp ngay trước mắt quý vị. Và sân cây đó thì trên tầng 7 quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy trên đó là những cây VIP của anh. Đó là nhà vườn anh Lộc Phú Quý quý vị ạ. Đây là nhà riêng của anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lên đó để ngắm những tác phẩm xuất sắc của anh quý vị nhé. Bà Sa Đô Huy đã có mặt ở tầng 7. Và quý vị chiêm ngưỡng cái sân cây VIP này. Ở đây thì chỉ có khoảng hơn chục cây thôi. Nhưng những cái cây của anh ấy là đều là những cái cây mà anh ấy tuyển chọn. Và những cái cây khi ở trên tầng 7 này toàn những cây tầm trung thôi. Cao chỉ toàn 1 mét đổ về thôi. Quý vị hãy chiêm ngưỡng mãn nhãn một sân cây này. Anh Lộc ơi, em chào anh Lộc nhá. Vâng, chào bọn Sa Đức Huy ạ. Chào anh nhá. Những cái cây quý, cây chất của anh. Và quý vị sẽ được chiêm ngưỡng từng tác phẩm. Phía trước quý vị là tác phẩm có tên là Phú Quý Đại An này. Vâng, Phú Quý Đại An. Phú Quý Đại An. Cái tên nữa rất là hay. Và cái cây này cũng có nhiều cái điểm nghệ thuật, điểm dị. Những cái đường nét khó rất nhiều. Và có cái gì đó trông cổ thụ và bề thế anh nhỉ? Cây cổ. Mình nhìn thấy cái form dáng thì chỉ cao khoảng một mét, sấp xỉ một mét thôi. Nhưng nhìn rất là bề thế. Cái đường chạy tay của nó thì thiên tạo thôi. Chứ còn mình khó, rất nhiều điểm khó. Mình không tạo được. Và đồ chất nghệ thuật thế nào thì quý vị chiêm ngưỡng. Em mình nuôi một ít cái mầm thở. Vâng. Rồi là những cái đồ VIP anh ấy đang lưu giữ và đang gìn giữ ở đây. Chúng ta ngay bây giờ chúng ta sẽ sang ngắm một cây gọi là cây long con. Vâng, phải không anh? Vâng, long con. Cây này của anh ấy thì rất nổi tiếng. Mà cây này cũng đã đi triển lãm rất nhiều rồi. Nếu mà cây xanh trắng long chất thế này, già thế này. Hiếm quý vị ạ. Bộ dâm làm Đức Huy thấy bộ dâm làm kinh điển. Quý vị ơi, quý vị chiêm ngưỡng này. Đây là cây xanh trắng long rất nổi tiếng của anh. Cây này các chốt, các cung chuẩn chỉ. Một cây nhỏ thế này, già thế này và chất thế này thì Bà Sa Đô Huy cũng ít gặp. Quý vị nhìn thấy các bông này, các bông, bông cổ thế nhưng mà tỷ lệ các bông rất là chặt chẽ. Và chiều cao cây xanh này em nghĩ là cao khoảng 65 phân anh nhỉ? Có 50 phân rồi. Bao nhiêu anh? 50 rồi. 50 à? Này. 50 có hết không anh? Đó, anh xử cái nào. Một gang nhá, hai gang, ba gang. Đó là 560 phần. 60 phần. Mình nhìn thấy từ cái đôn, cái chậu. Anh ấy rất là cẩn thận, chỉnh chu. Và chúng ta đến với một cây si. Cây si này của anh ấy cũng là cái cây hoàn thiện rất lâu rồi. Và về form dáng và độ già, đúng nét nghệ thuật. Quan sai quốc tế đấy chú. Nét nghệ thuật thì khỏi phải nói rồi.
hơi chật quá nên thành thử. Cái chất xi này là cái chất xi chuẩn là chất xi gì anh Lộc? Xi quê mình đấy chú. Nếu mà anh cô nó vào thì lá nó nhỏ, anh để sổng nó ra thì nó lại lá nó rất to. Cô phải nhìn thấy cái đường thân này. Một cây xi thì form, một cây xi form trực hoành anh nhỉ? Nó cũng là huyền đấy. Hơi huyền một chút, hơi huyền một chút nhưng mà cây bám đá, bo đá. Và cây này thì có những cái đường nét nghệ thuật rất cao quý vị nhỉ. Thế rằng là để trong nó hơi chật. Cây này cao 1 mét. Cây này thì cái mặt sau thì Bonsai Đắc Huy không quay được vì lý do là ở ngay rìa ngoài rồi. Nhưng đây là cây xi Bonsai Đắc Huy đánh giá rất cao, một cái form quốc tế rồi. Tỷ lệ nét nghệ thuật thì cực kỳ ấn tượng. Và mong ước cũng chỉ vậy thôi, chỉ mong có một cái sân chơi ở trên sân thượng này để thỏa mãn những cái đam mê. Sau những ngày làm việc thì quý vị nhìn thấy này, được ngồi ở đây uống trà, ngồi ở đây uống trà ngắm cây và ngắm toàn thành phố Bắc Linh. Một cái sân chơi riêng của anh, tạo dựng riêng để thỏa mãn tình yêu cây. Và anh ấy đã chọn lựa những cái cây mà anh ấy tâm đắc nhất để đưa lên cái sân chơi này. Cây long hóa cũng rất ấn tượng. Và phía trước quý vị là một cây xi, cây xi anh đang xây dựng. Quý vị đến với một cái đường nét khá ấn tượng của cây xanh Nam Điền tầm trung của anh. Anh Lộc ơi, cây này nhiều cái điểm ấn tượng quá, đặc biệt cái cổ ngọn anh nhỉ? Nó có những đường co khó, đặc biệt cái cổ ngọn. Cổ ngọn quý vị đây, những cây cổ ngày xưa, những cây già là toàn những cây cột kèo. Vâng, nên là nó rất già. Chính những cái nét cột kèo đấy tăng thêm cái vẻ cổ kính rất nhiều cho những cây cổ, đúng không anh? Cái đường chạy các co khó của nó mình không làm được. Phiên tạo thôi, nó lâu năm nó tự tạo chứ không phải là mình cắt giật mình chuyển được ra đâu. Cũng có những điểm tác động của tay con người, nhưng có những cái tác động của những ngày xưa cây cổ. Dạ, vâng. Nó mới có những cái đường co khó như vậy. Bởi vì là những cái mình không phủ nhận là cái cắt chuyển là không đẹp, nhưng mà những cái nét các cụ làm uốn dây lạt, uốn dây chuối đấy. Nhưng mà cũng cho ra những cái đường nét phải nói là bây giờ anh em mình rất là mê chuẩn đấy. Và những có những cái cắt đặt nó hợp lý, có cái không bằng các nên cụ. Là mọi cái chúng ta cũng phải đây đường làm chạy, sao đường chạy của một cái cây làm huyền, sao mà huyền chỗ nào chúng ta cần phải cắt chuyển này, chúng ta cần phải đưa dây làm sao cho nó hợp lý nhất. Và chúng ta đến với một cái cây song có huyền, những cái nét nghệ thuật và có những cái tên là song huyền, song huyền mẫu tử, hai cây dáng huyền quý vị nhá. Trên một tác phẩm không có một vết cắt nào đâu. Và đồ chất đồ già thế nào thì quý vị cảm nhận. Mặt kia nó hơi chặt, mình không quay được. Vâng. Anh cũng phải hướng ra này để lấy ánh sáng đúng không? Ánh sáng. Không, cũng phải giảm bớt, trên này lập kính để giảm bớt đi. Không lắng quá. Chúng ta đến với một cây trực hoành tầm trung nữa. Cây này của anh ấy form cũng đẹp. Anh Lộc xếp tàn em thấy khá là đẹp đấy. Xếp tàn anh thấy kỳ tỷ lệ này. Tỷ lệ và các bông chặt đây chẽ. Đây là nó đang tốt đấy. Lúc mình mới cắt thì nó sẽ khoa thoáng, nó có khe thoáng. Vâng. Nhìn thấy thân. Nhưng mà bông là vẫn đẹp. Bởi vì một cái cây tầm trung mà cây này như cây này để cao chưa đến 60 phân này. Nhưng cũng nhiều bông chứ anh. Đúng không? Nhiều đủ. Nhiều bông mà các bông cân đối thế này. Cây vẫn khoe được thân cốt này. Khoe được cái đường đi của thân, mạch lạc rõ ràng thế này là rất ok rồi.
Và cây này form dáng đẹp lắm quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy vào hình, rất bắt mắt, rất ấn tượng. Và ở cái góc máy này quý vị nhìn thấy ở trên tầng 7 và phía sau là cái nền trời, thì tác phẩm được nổi bật này, trông càng ấn tượng. Quý vị nhìn thấy các anh ấy chơi sạch sẽ thế nào, từ đôn, từ chậu. Và cây nào, chậu nào cũng bờ rêu xanh hết. Nhìn không có một cái lá nào cả ở trên chậu cả. Đồ chơi phải chỉnh chu như vậy mới thể hiện được cái sự trân trọng của người tạo tác, người làm ra những cái tác phẩm quý. Chúng ta đến với một cây đa. Anh ơi, anh có cây đa này, cây này ở mấy anh lâu chưa? Hay là cái anh mới mua về nhỉ? Cũng lâu rồi đấy. Ờ, thế em không để ý nhỉ? Mình có cái này chục năm rồi. Ồ, em không để ý nhỉ? Nhưng mà cây đa này của anh ấy khá là xuất sắc đấy quý vị ạ. Cây cao chỉ đến 40 phân thôi anh nhỉ? 40 phân. Giả. Dạ. Mặt phải ở bên này. Thế nhưng cây mà có cái thần cổ thụ rất lớn. Nhìn quý vị như là cái cây rất to quý vị ạ. Nhưng chỉ cao 40 phân thôi. Và một cái si nữa quý vị này. Và tiếp theo chúng ta đến với một cái cây trực huyền nữa. Và đồ của anh quý vị nhìn thấy này. Lựa chọn cây toàn những cái cây chất thôi. Chơi ít nhưng mà chơi chất. Thì quý thấy mình lấy một cái ngọn vào rất chi là nhiều công, nhưng mà lúc làm được một cái ngọn này lấy từ ngoài này vào nó rất khó. Vâng. Đường chạy của nó thì nó kỹ, nó đẹp. Vâng. Ngọn vẫn hồi tâm này. Vẫn hồi tâm nhưng nhiều. Nhưng mà lắc ra mấy nhịp xong mới chuyển về tâm. Mới quay về ngọn. Công phu, cái ngọn thể hiện cái sự công phu. Đúng, đi xem cái mặt đằng sau này mình cắt vật mình làm. Nhưng cây này là cắt vật rất nhiều lần. Cái này thì anh xây dựng nhỏ. Anh xây dựng cũng được hơn chục năm. Hơn chục năm cái này. Đây mình những vết cắt ngày xưa mình cắt thì mình cắt đi ngọn chính ở đây này. Vâng. Thế xong mình cắt đi xong mình lấy nó xuống đây xong mình đánh từ đây ngoài này vào làm ngọn. Vâng. Thưa quý vị, hôm nay Bonsai Đa Huy dẫn quý vị đến ngắm một cái sân cây trên tầng 7 của anh Lộc Phú Quý tại thành phố Bắc Linh. Và trong thước phim này thì quý vị yêu cây cả nước chắc chắn là sẽ chiêm ngưỡng đã mắt hơn chục tác phẩm của anh. Và đến đây thì Bonsai Đa Huy xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào Bonsai Đa Huy.